Xin chào tất cả các bác nhé. Đây là một con ly rất là hiếm và là hàng sưu tầm cho các bác nhé. Bác nào mà đang cần một con ly reserver để vừa nghe nhạc, vừa có thể trưng bày và phối ghép với những đầu Akai hoặc là những con bên cối, thì đây là một đối tác cực kỳ hay. Nó là model là 7001. Em này có chất âm rất là tuyệt vời, hay hơn, ngang ngửa với con 7070 mà lại trưng bày đẹp hơn, size lớn hơn, size 54cm nha các bác, cao là 17cm và nó mới như thùng xốp nha các bác. Những con này là hàng đáo bay về, các bác sẽ thấy được độ đẹp. Và các bác nào mà muốn sưu tầm cho mình một con âm ly reserver đài của Sansui, và chất âm của Sansui thì nó đi vào trái tim người Việt Nam rồi nha các bác. Rất là dễ ghép loa và âm thanh dễ nghi, về ba dải rất là sáng, và cũng như là âm xuất âm tụ thì đối với những con âm ly này là một trong những đối tác để các bác ghép với những con loa cổ như là Pioneer hoặc là đánh JBL rất là hay, còn cả tem luôn nha các bác. Thiếu mỗi cái thùng nha, và nó là sexy 7 màu chạy 4 cầu điện nha các bác. Thì các bác sẽ biết được đặc trưng của những dòng receiver Sansui từ Mỹ về, nó sẽ chạy 4 cầu. Các bác có thể sử dụng điện 100V này, 110, 200, 240. Em này đánh 4 cầu loa, chỉnh bass chép vân vân, đầy đủ hết nha các bác. Và có rất là nhiều chế độ nghi. Nếu các bác nghi chế độ nghi bên cối thì chúng ta chuyển qua chế độ nghi mọc nha. Nó rất là hay ở điểm đó, và nó hơn những con 7070 hoặc là những con 881 là ở điểm đó nha các bác. Và giá nó cũng rất là hợp lý. 3 chế 4 5 chế độ nghi nha các bác. Đây. Đây là màn hình của em nó. Mới thiếu thùng xốp, giá là 19 triệu nha các bác. 7001. Size 54cm. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ngầu luôn. Giá đã bao gồm phí ship nha các bác. Đây các bác có thể thấy được phía sau của nó này, rất là mới nha. Đây là 4 cái chạm loa. Mới tinh. Rồi sau đây là em sẽ mở bên trong để các bác cùng tham khảo. Cấu hình nó rất là lớn, chạy 8 sò sét nha các bác. 8 sò sét, sexy 7 màu. Mang cấu hình khá giống 8080DB. Vâng, đây là bên trong của con Omly như là vừa sản xuất rồi nha các bác. Các bác thể thấy được sexy của nó này. Quá là mới luôn nha. Đây là mỗi vé là 4 sò sét nha các bác. Tổng là 8 con này. 1, 2, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Khỏe và lực đánh tốt hơn cả 7070 và giá nó hợp lý hơn nha các bác. Và trưng bày nó cũng đẹp hơn. Đây là phần rề, các bác thấy sexy của máy này, quá mới. Bác nào mà muốn sưu tầm những con receiver đẹp để ngắm nghía thì đây là một trong những con ly rất là tuyệt vời. Sức âm tụ cũng là một cái ưu điểm để mà lấy lòng các bác, để nghe bên cối, nghe những bản nhạc vàng. Các bác chơi tốt những dòng loa Mỹ, Nhật thì không? Đánh JB hoặc là những dòng loa cổ rất là hay. Về âm thanh Sansui thì rất là dễ ghép loa luôn. Sansui 7001 nha các bác. Rồi, hàng sưu tầm nha các bác, nào lấy alo cho em nha. Các bác thấy bộ lòng nó mới tinh. Giá 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm. Và mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại này. Và các bác nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem hết video của em. Và lựa chọn sản phẩm thì các bác cứ alo cho em nhé. Vâng, em Chiến chào tất cả các bác nha. Đây là cặp loa 77A em về ngày hôm qua. Thì cặp loa này là cặp loa full móng ngựa nha các bác, rất là hiếm. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Nếu các bác đã chơi qua những dòng mách võng 77A những của Pioneer thì các bác rất là thích và sưu tầm được những dòng móng ngựa. Tại vì sao? Nó rất là hiếm, phải nói là rất là hiếm. Nhiều khi là về 10 cặp chưa chắc gì đã sưu tầm được một cặp móng ngựa nha các bác. Nhưng mà trước mắt các bác nó là một cặp 77A em tuyển về full móng ngựa nha, bass 30, một mic, một chép và một chép kèn. Đây là dòng loa để các bác nghe những nhạc bre 75, nhạc bolero, nhạc xưa rất là hay nha. Mách võng rất cổ điển và cặp loa đẹp tuyệt vời nha các bác. Hồi tối thì em đã có quay video theo yêu cầu của bác chủ, nhưng mà ban đêm thì quay nó sẽ không bao giờ rõ được. Cái đó thì em đã báo cho các bác rồi. Hay kênh rất đẹp nha. Cặp này có thùng xốp bỏ vô là hết ý luôn nha. Đã đẹp rồi mà còn từ móng ngựa nữa nha các bác.
Đây em mời các bác cùng xem nha. Cặp lo này giá 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em Chiến nha. Còn chuyện khoan đủ là em sẽ bớt vài trăm ngàn. Đây, về cơ bản cấu hình của em nói là như thế này nha các bác. Một bát 30, một mic, một loa chép giấy và một loa chép kèm. Mời các bác thấy đồ đẹp của nó đây. Tất cả bằng loa được có dấu chữ FB 186 187. Đây là cặp loa sưu tầm nha các bác. Đây là phía trên của cặp loa. Đây, em mời các bác cùng xem luôn nha. Vuông thành sát cạnh nha các bác. Rồi em sẽ quay thùng vách cho các bác cùng xem nha. Bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại này để chốt cặp loa 77A tuyệt đẹp này nha. Về đánh với những con receiver của Mỹ, Nhật, đặc biệt là nếu mà có 2000X hoặc là 5000A, đó là những con ly tầm để đánh 77A đây, tuyệt vời. Những dòng receiver của Sansui. Đây là phía cạnh của cặp loa, cạnh phải nha các bác. Rồi đến cạnh trái nha các bác. Đây các bác có thể xem. Các bác thấy gỗ đẹp, rất đẹp nha. Đây là cạnh trái, tổng thể phía bên hông cạnh trái. Và nó trước sau hông đã đẹp rồi, phía sau nó cũng phải rất là đẹp nha các bác. Đấy, phía sau nó này. Đấy. Qua thấy phía sau gồm có trạm loa và hai vi tinh chỉnh, dây mic và dây trep. Thôi, bác nào yêu thích cặp loa Beuner CS77A full móng ngựa thì các bác liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Giá là 19 triệu, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt vài trăm ngàn. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.